Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết đã chỉ đạo tăng cường lực lượng kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở người dân không đi qua vùng nguy hiểm tại khu vực đập tràn bản Ca Ai, xã Dân Hòa, huyện Minh Hóa do nước lũ tràn về gây chia cắt cục bộ. Mưa liên tục trong những ngày vừa qua tại Quảng Bình đã khiến nước lũ tràn về. Đập tràn bản Ca Ai đang thi công chưa hoàn thành bị ngập khoảng 0,5 mét. Nước chảy xiết khiến người dân và phương tiện không thể đi lại được. Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, hiện lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã cắm biển cấm đi lại qua khu vực trên. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã chỉ đạo tăng cường lực lượng kiểm tra, tuyên truyền nhắc nhở người dân không đi qua vùng nguy hiểm tại khu vực đập tràn bản Ca Ai nhằm đảm bảo an toàn.